con nguyện cũng niệm sớm hay trưa, ăn năn sám hối tội xưa thiếu lần. Cầu xin các đấng hoàng ân, cầu xin mẹ phụ quyền di lòng thành con trẻ hôm nay nguyện cầu. Cầu xin mẹ rưới phước màu truyền cho ba tánh đi đạo sâu tu hành. Ngày lòng thành cầu người cường báo lòng lành sửa tôn, trần miền như thể trăng y lô cầu cho ba tâm trần nhu tu hiền. Mọi người gặp được cái tà quy chấm cõi thiên được về, bao nhiêu tội lỗi lầm mê ăn năn sám hối được về lạc ban. Xưa lời Phật rõ ràng, thành mì tâm y sám hối tỏa vàng nước lên. Nhưng người trần hạ lại quên mãi đua tài trí bọn chen cướp quyền, càng ngày si tối đạo biên làm nhiều tội ác chẳng kiên thánh thần. Lại còn khinh rẻ tư ân, chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm con nguyện giác ngộ ăn y nắng ngày đêm cầu nguyện siêu thắng phụ quyền, làm người không biết thơ tổ tiên ông bà cha mẹ thì xiềng rất khó. Nếu con để giả riêng tay cứ
minh A Di Đà Phật. Mời phần yên vui
đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc rồi mỗi người lẫn nhiếp lẫn ngừa nhau nồng lên lớn tiếng mày tao bên nội bên ngoài sới đào với lên người đời nhớ ông bà đâu bào con cháu mình ăn ở như vậy bởi xưa nghiệp chưa dày đầy không bòn phước đức chớ rài than gian bởi xưa lời Phật rõ ràng tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn cúi đầu cầu khẩn cha hiền xin cha nương nhẹ khẩn miền chúng con từ lâu phúc đức không bỏ lầm mê tài vật thường còn thật sai đề đầu dòng bãi kim Phật ở đời dù cho nghèo có một lời không thay đêm ngày cầu nguyện dư lai nam mô sáu chữ thảo ngay kính nhường một lòng một dạ thiện cầu xin tam bảo ơn trên độ người đạo đức qua bên giác ngàn cầu xin Phật tổ Tây Phan độ người cần thế hùng quang thành tiền ai mà ăn ở thiện duyên cầu xin ngọc đế chư thiên độ dùm
cầu xin chư Phật từ bi, đó người sám hối sân si bỏ dần. Ai mà làm phước thì làm nhân, dù gặp tai họa thắm thần cứu cho. Thấy đời mạt pháp không lo, không tu không sửa mãi lo làm giàu. Rồi đây gặp lượng sống đào, vàng rồng bạc miếng làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con, sớm diền cô bác kháng bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi, tâm kia tính nọn sửa đi kịp giờ. Sau này trở lại cung vi, hầu cha hầu mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần, thấy đời thành trị như đường yêu xưa. Bây giờ tập sông mi muối dưa, trao dồi đạo đức để chừa tấm ý tham. Rèn lòng tu sửa sắc phàm sớm, cứa kinh kệ luận đàm thiện nhân. Khuyên đừng tính ni thiện so hơn, cùng nhau tu sửa cách đi hàn ích chi. Lòng mình đã chọn từ bi, thấy sai thì sửa còn chi quý bằng. Cầu xin đi Tam Bảo gia tăng, đó người đạo hạnh thần đàn chánh tu. Đầu dòng bái ơn trên Phật tổ, cứu độ người bớt khổ lầm mê. Trần gian lắm nỗi ê chề, tổ tâm dưỡng tâm tìm về quê còn say đắm đam mê vật chất. Càng lúng sâu khó vật chân ra, chơi với trong bể ái hà, tử sanh sanh y tử thật là chi bằng kinh kể hôm nay. Rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dông, dù cho bão táp mưa phong kiên
tâm định đi tánh như không có gì. Thương con nhờ đức từ bi, vô thương gì bởi sân si hại mình, trôi lăn trong kiếp phù sinh hiệp tan tan hiệp lục bình trôi sông. Đến khi trời trở gió đông, cánh bèo tan rã khó mong hiệp thành. Bây giờ còn kiếp nhân sanh, đó là phước lớn lòng lành ráng tu. Ai mà học được chữ nhu, tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra. Bởi vì trong cõi ta bà, dục lạc cám mê dỗ như là ma dương. Thấy người chưa tin thì thương, đem lòng khuyên bảo dễ thường có nghe. Phải chi sợ tội sợ lỗi khác mà tu thân, để sao dứt bỏ xác trần, tây phương tịnh ý độ an nhàn thấm thơi. Tham chi dục lạc trong đời là đời lầm lạc mà thương, không hồi tâm lại tìm đường tu thân. Tu là báo bổ tư ân, hoa hồng ấp lành sống thân tại tiền. Thuốc thang bồi bổ thông quyên, sớm thăm y tối viên thường xuyên chớ rời. Chẳng may cha mẹ qua đời, phận làm em út nghe lời trưởng huynh. Làm anh phải trọn nghĩa tình, hết lòng đầm mì bọc giữ gìn tâm môn. Đó là đạo đức trường tồn, cầu cho cô bác khi đạo chết tu hiền. Ngày ngày cầu nguyện chư thiên, độ cho ba tánh trần miền sáng tu. Tu sao bỏ thành thành người hiền
sự sanh tạc thờ. Bỏ lòng quán trả thù dơ, tương thân thương ai giờ giờ chớ quên. Cầu xin độ người khắp cả năm châu, chán chê vật chất trồng cầu nghĩa nhân. Người người một giả tương thân, kẻ giàu người khó lần lần sửa tu. Tu là bỏ lòng bỏ dù xê sang cho lắm không bằng nam mô. Ráng tu khỏi đỏ tam đồ tập làm bố thí lần vô cửa thiền. Để rồi sớm tối cần kiên hiểu thông kinh kệ kết duyên Phật nhà. Cầu xin từ phụ Thích Ca đó người sáng mà hói bước qua giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương soi chuyển đạo pháp độ an thế trần. Xưa kia hung dữ hội phần, hôm nay sửa tánh gieo nhân hòa lành. Ai ai cũng có lòng thành thở trời chính ni Phật phát sanh ni Bồ Đề. Xưa thì dục lạc lầm mê, ngày nay sáng mà hối lần về cây xưa. Diệu trì sớm mà trưa, con nào thức tỉnh mẹ đưa rước về. Kim giai con được hầu kề hầu cha hầu mẹ, cắm bề nhàn thân
bây giờ ta chịu cơ hàng theo chân Phật pháp tai nạn sẽ qua mong ai quy kinh chánh ni tà chọn đường chánh ni đạo tại mà
thành hòa quyện lời kinh, hướng đến hoàng mẫu nhu lòng xót thương. Ngày nay trần thế người hiền, phát tâm ánh tâm bộ kinh khuyên đời, khuyên đời tu Phật mẫu hữu duyên, gặp trong đồng đạo người hiền biết tôn. Lòng con tin tấn công phu, quyết lòng chẳng để mờ lũ đạo. Ngày nay tiếp bơ điển thiên liên, trình cha tấu mẹ minh duyên ghi lời, nguyện trên hoàng mẫu chương toàn cũng là chữ gì thấm đi thần Phật tiên, chứng y lòng Phật tử họ Phan Lan anh tên gọi dậy thời ngày nay, pháp danh y tâm y đức dậy thời thành tâm y ấm ư tâm bộ kinh khuyên đời, duy hương họ nguyện là pháp danh đi tâm đi pháp ngày nay đắc đền quyền, nghĩa ân lại mẹ thượng tình, chứng lòng nam nữ hữu hình ngày nay. Ngọc Thanh con mẹ họ Lư, đồng chung đám vàng dồi trao, trúc ly con mẹ họ Lê, pháp danh ni tâm hạnh ngày nay cũng đắp bồi, cầu an nguyện tấu thiên đình, tây cung ni mà mẹ gọi anh đi phan diệu chân Phật đặt đi danh đi tên đề quy y tam bảo giảng ở đề ngày nay vô tí ân ở dài lập kinh quê duyên lập sanh thiện rồng đài cao thỉnh mẹ ngồi đó ban vàng mẹ ghi tên vàng là trẻ hài nhi mẹ thương ghi ta cung di đắp bồi ngày sau con trẻ được ngồi
việc làm mọi việc đắc thành, nguyện cầu thất tổ cô quyền siêu tăng, nguyện cho cha mẹ hiền tiền, phước tăng lộc thọ biến biến dinh trường. Nam mô A Di Đà Phật. Bộ kinh chuyên đời tu niệm phần thứ 27 này do Phật tử Phan Thị Lan Anh, sinh năm 1953, pháp danh Tâm Đức, hiệp cùng gia đình để phát tâm ấn tống bộ kinh này. Phật tử Phan Thị Lan Anh cầu nguyện cho hiệu Phan Ta Tiết Qua Xin ở 936 Kamahulu Honolulu, để cầu nguyện gia đình hưng thạnh, quyến thuộc tăng phước quảng thiên, tấn tài tấn lộc tấn bình an, hồi hướng phước báo cho quý Phật tử. Sở nguyện sở cầu luôn luôn thành tựu, cầu chúc cho gia đình quý Phật tử luôn được thành công trong cuộc sống. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Táp Đài Chứng Minh. Đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn xin trân trọng giới thiệu bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 27. Bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 27 này của tác giả Nguyên Thơ, tự Thanh Tâm cư sĩ. Dịch giả Thích Vũ Lâm, biên soạn Công Đồng, thực hiện chương trình Đạo Tràng Chùa Minh Duyên Thích Huệ Nhẫn, với sự phát tâm của Phật tử Phan Thị Lan Anh, pháp danh Tâm Đức, Nguyễn Di Khương, pháp danh Tâm Pháp, Lư Ngọc Thanh, Tony Anh Phan, pháp danh Tâm Hiếu, Lê Trúc Liên, pháp danh Tâm Hạnh, Romeo Anh Phan, pháp danh Minh Trí, Lotus Anh Phan, pháp danh Diệu Chơn, cùng nam nữ Phật tử đồng phát tâm ấn tống bộ kinh này. Phật tử khắp nơi thân mến, khi nghe qua kinh điển Mẫu Hoàng, chúc quý ngài đầy đủ phước duyên, sớm bước lên con thuyền bát.
anh hòa quyền ghi chân kinh nhân thế luôn truyền họ phán tên gọi Lan Anh phát tâm ấn tâm bộ kinh màu hoàng để cầu nguyện gia đình an hưởng chớ tấn tài tấn lộc lưu niên nguyện trên cha mẹ mười phương chứng minh Phật tử tên là nguyện chư tôn thiền đức tăng ni quý nam nữ Phật tử giác linh hòa thượng ân sư tác giả Thích Nguyên Thơ tự thanh tâm cư sĩ hiệp cùng quý nam nữ Phật tử đã thành tâm ấn tấm bộ kinh này nay đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn xin được ghi lại bộ kinh chuyên đời tu niệm. Đầu cuối lại diêu kỳ hoàng màu xin mẹ phô đến lành đó trẻ trần gian từ lâu con trẻ bơ vơ không thông nguồn cõi bến đi bờ là đâu hôm nay con rõ đuôi đầu nhờ huynh nhờ tỷ ngõ hầu phân qua kim bàn ngọc lỗ bài